Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Và tình hình đó là mình cũng muốn sở hữu một cái con tàu dành riêng cho mình để nhỡ sau này mình có lập một cái băng hải tặc thì còn có nơi cho các thành viên trong băng ở nữa ha. Thế nhưng mà cái con tàu gần đây mình định dùng để làm con tàu chính đó, thì nó bị cháy nhiều quá, cháy nát bét hết rồi. Khá là ổn luôn. Thôi không sao, mình sẽ chịu khó đi khám phá nhiều hơn và hy vọng chúng ta sẽ tìm được một cái vùng đất có cái cảnh quan tốt một xíu nè, đẹp đẹp một xíu ha. Rồi có thuyền ở đó, rồi chúng ta sẽ dời qua đó ở sau. Còn bây giờ thì mình sẽ về nhà để bắt đầu cho cái công việc sửa chữa lại cái bộ giáp của mình thôi. Bộ giáp bằng vảy của lăng quăng mà hôm ra mình mặc nè. Sau bao trận chiến thì bây giờ nó đã hư rất là nhiều rồi. Chủ yếu là bị rồng ám sát á. Mình thấy rồng áp sát là rất mau hư giáp luôn. Mình phải sửa nó lẹ mới được, kẻo con rồng nó lại phá hư cái bộ giáp mà mình mặc hôm rày thì uổng lắm. Đây, sửa lại. Đầu tiên là sửa cái áo trước đi. Quá trời hư luôn rồi. Cái quần rồi nè. Rồi sửa thêm cái ổng và cái nón. Mình mà gom đủ sách sửa chữa thì mình sẽ ghép hết vô cái bộ giáp này luôn ha. Hiện tại thì mình chỉ mới có hai quyển sửa chữa thôi nên chưa đủ để ép full một bộ giáp rồi. Phải chịu khó đi khám phá nhiều hơn. À, và trong ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng kiểu như là đi tìm một cái vị sư phụ dạy kiếm nha. Mình rất là muốn học được những cái kiếm pháp mạnh mạnh, và trong lúc học kiếm pháp thì biết đâu mình lại mở khóa và học được thêm được những cái haki, như là haki quan sát cấp cao nè, hoặc là haki vũ trang. Đó là những thứ mà mình muốn học trong thời gian sắp tới đó. Còn giờ thì đi ngủ. Hôm rày mình thấy là mình thức khuya hơi nhiều rồi đó. Phantom nó ưa, nó rỉa rỉa mổ mình, rất là khó chịu ha. Mà quên, dưới nhà mình hồi nãy mình thấy có cây ăn thịt người đúng không ta? Đâu nhờ? Ủa? Hồi nãy rõ ràng mình mới thấy mấy cái bụi cây ăn thịt người đâu đây mà. Nó biến mất rồi. Cẩn thận mới được. Tại vì trên đọt cây, cái cây mà mình ở có sư phụ nè, Chopper, bé sói nhỏ mà rớt xuống đây là mấy cái cây ăn thịt người nó đớp liền á, nó không tha đâu. Nên phải thật cẩn thận mới được. À mà quên nữa, mình còn vài trái quỷ mình chưa có test mà. Nên mình sẽ mang theo trái Doku Nomi nè, trái Yomi, rồi trái Oto luôn. Còn riêng trái Gomu thì mình phải để dành khi nào mình có hai cây vũ trang á. Mình hay là mang theo luôn nhờ. Nhỡ bữa nay mình học được hai cây vũ trang rồi sao? Mang theo luôn á. Rồi một xíu chúng ta sẽ test từ từ từng trái. Ở đây mình thấy có cái nhà. Ủa, có khi nào đây là nhà của người sư phụ dạy kiếm không? Cũng có thể lắm. Để mình vô thử, Ui, không phải rồi. Mừng hộp rồi. Trời ơi, nhiều nhện đấy. Trong đây nguyên cái ổ nhện luôn. Nó cho mình một cái đồ mới nè. Đi ra. Cái con nhện này. Trời đất ơi. Nhanh đọc. Đi ra đi. Nó còn rơi ra cái da của nó nè. Và hình như da... da nhện mình có thể làm được cả giáp cơ. Vậy thì lụm luôn. Chưa, để mình coi cái đồ trong cái rương này là cái gì. Một cái Rose Buckler. Nó sẽ cho mình kháng cự khi mà mình chạy. Trời, cái vật phẩm này tốt này, Thế mình chạy nó có cho kháng cự không vậy? Không, mình chạy rồi mà. Ôi, chắc nó bịp rồi. Còn thằng dưới. Thằng dưới đây xem coi nó có dấu gì không á. Có vẻ là tầng dưới thì nó không có dấu đồ gì hết. Wow, tòa tháp to thế. À, mà sẵn tiện chắc mình sẽ test một vài trái quỷ trong ngày hôm nay luôn đi nhờ. Hôm qua mình có mở ra trái mới nè, trái Doku nè. Doku chứ vậy được. Mình sẽ ăn thử trái Doku này xem như thế nào ha. Với trái Doku này thì có rất là nhiều kỹ năng luôn. Và như đã nói ở tập trước thì trái này có vẻ là liên quan tới độc rồi. Thử nào. Kỹ năng đầu tiên có tên là Hydra luôn cơ. Hình như là mình sẽ bắn ra một cái đầu con rồng thì phải. Ôi chính xác. Một cái đầu rồng bay về phía trước và sẽ gây độc nha. Wow.
Kỹ năng tiếp theo cũng là phóng ra một quả cầu. Nhưng mà có vẻ là quả cầu này không có xuyên qua được địa hình ha. Để mình thử mình phóng lên đó coi. Ui nhưng mà nó chỉ cần trúng cái địch thôi là liệm liền. Thêm một trái quỷ mạnh rồi. Ê. Ôi ôi ôi, gần đây có rồng. Mình nghĩ là mình nên xử con rồng này trước khi mà mình test tiếp trái quỷ á. Mình sẽ combo từ xa. Rồi con rồng đó bảo đảm là rất là thốn rồi đó. Ôi cái trái này kéo rỉa từ xa cực mạnh nha. Còn kỹ năng thứ ba là gì á? Ủa thứ tư chứ. Kỹ năng thứ tư, mình sẽ tạo ra một cái lớp độc để bảo vệ cơ thể mình. Mình sẽ thử coi coi rồng tấn công có sao. Ê, con rồng nó có thể gây được sát thương cho mình. Mình sẽ biến hình mới được. Rồi sẽ biến hình để mình tiêu diệt nó. Ở trạng thái này thì mình không thể cầm vũ khí được nha. Mình đánh giá trái này cũng thiên về kéo rỉa thôi, chứ dồn sát thương thì mình thấy nó không mạnh cho lắm nha. Mình biến hình thành cái dạng này nè, một lúc sau mình mới hạ được rồng á. Gặp mấy cái con mà nó có khả năng miễn nhiễm với độc thì gần như là trái quỷ này sẽ bị phế đấy. Đó là một cái bất tiện của cái trái này. A few moments later. Gần đây có một vị sư phụ dạy kiếm cho mình luôn. Được quá ta. Để xem coi sư phụ sẽ dạy cho mình mấy kỹ năng. 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi học hết thì chúng ta sẽ có 5 kỹ năng về kiếm thuật đấy. Mình sẽ nhận liền hai cái nhiệm vụ đầu tiên á. Có nên bắt sư phụ về nhà luôn không ta? Có quá đáng lắm không khi mà chúng ta bắt sư phụ ngay từ lần đầu gặp mặt? Mình nghĩ là nên á, một xíu mình sẽ bắt sư phụ ha. Còn giờ thì làm nhiệm vụ trước đi. Mình sẽ thu nhặt 30 khúc xương và kiểu như là tiêu diệt 15 cái địch trong lúc chạy hả? Wow. Và đây là nhiệm vụ về kiếm pháp nên chắc mình sẽ cầm kiếm trên tay. Kẻo nó không nhận nhiệm vụ nữa thì mất công lắm. Ê, tự nhiên giữa sa mạc có một cái chỗ có cái cây dừa hay gì vậy? Cái trái này giống trái dừa vậy? Đúng rồi. Tự nhiên có vài cây dừa và cái hồ có vài con rùa nè. À đây là rùa sa mạc à. Wow, ẩm về nhà được không? Không, gùa thì không ẩm gì được. Ok. phát hiện mới của mình nha. Không biết mình farm vậy đủ chưa nữa ta. Nãy giờ farm cũng nhiều lắm rồi đó. Ôi mới 80% à. Thêm một vài con nữa, chắc tầm 2 con nữa là xong nhiệm vụ á. Đổ lên. Đây. Và ở đây nữa. Rồi. Để xem coi chúng ta có thể trả nhiệm vụ chưa nha. Đây, học được kỹ năng đầu tiên rồi. Để xem. Kỹ năng. Ê cái giá. Trời, thanh niên có haki vũ trang mà toàn cơ thể luôn kìa. Mình sẽ biến hình khổng lồ mới được. Rồi, tới số thanh niên này rồi. Trưởng quả cầu độc liên tục nè. Khi mình biến thành cái dạng này á thì cái kỹ năng của mình sẽ được cường hóa lên khá là nhiều đấy. Hắn đang trúng độc cực mạnh của mình kìa. Cho người trúng độc thêm một lần nữa. Liệm liền. Mạnh thì mạnh mà trúng độc là cũng đi thôi. Và ở cái dạng khổng lồ này á thì mình được cái biết gì không? Mình sẽ có siêu hồi phục nha. Wow, cái trái này mình biết rồi. Nó sẽ thiên về hồi phục hơn là kiểu tấn công. Ra là vậy. Và ui, mình đã học được một cái loại haki mới rồi. Yes. Bây giờ mình có thể trang bị vào chưa? Mình sẽ trang bị vào. Ở cái dạng cái haki này nó sẽ cường hóa vũ khí của mình lên á. Nó lên 21 sát thương nè. Wow, ví dụ mình không cầm vũ khí thì nó có tự cường hóa lên được không? Cái đòn đánh thường của mình bây giờ nó có mạnh hơn không? Để mình thử coi. Không có, vậy là bắt buộc mình chỉ có thể cường hóa vũ khí mình lên thôi à. Công dụng của nó là vậy ha. Ok. Mà ít ra mình học được haki là thấy ok la rồi. Ui, mà phải công nhận là từ lúc mà mình đổi sang phong cách chiến đấu là kiếm sĩ thì có vẻ là có khá là tiến triển trong cái việc học haki nha. Từ xa mình còn gặp ở đây có một cái võ đài nữa nè. Để mình qua đây mình kiểm tra thử ha. Ồ mà mình thấy lạ thiệt, gặp
Ui, võ đài có... có sư phụ dạy đấm bốc nè. Thì ra đây là nơi mà sư phụ dạy đấm bốc tập luyện à. Có nên solo đấm bốc trận với sư phụ này không nhờ? Mình sẽ không có bật haki hay là không dùng năng lực trái quỷ đâu. Cởi giáp ra luôn, chơi fair play luôn. Vô nha, mình là không có... mình có cái gì hồi phục với ta? Mình sẽ gỡ hết mấy cái đồ mà hồi phục luôn. Hơi bị công bằng rồi đấy nha. Không có miếng giáp trên người nha. Cái này là nó chỉ mặc ở ngoài trang trí thôi, chứ không có công dụng tăng giáp đâu. Vô, màn solo 1-1 với mình nha sư phụ. Vô, vô đài. Vô, vô đài luôn. Chơi là không chạy nha. Vô trong đi, vô trong đi. Chơi tới bến luôn. Rồi. Tới công chuyện. Ở đây không có cái chuông nha. Thôi tự mình tự tạo tiếng chuông đi. Tiên tiên vô. Vô. Ui. Ê. Ôi. Chơi mà bật haki. Này thì bật haki. Vô. Liên quan combo. Mình có nên dùng kỹ năng hip hop never die của mình không nhờ? Được. Hip hop never die. Ủa chết tôi. Mình đã sư phụ văng lọt xuống nước rồi. Lên bờ, tiếp tục nào. Trời, mặt quạo chưa kìa. Trời, người ta mới đá văng lên trời lọt xuống biển cái mà có đâu quạo. Lên bờ đi. Tiếp tục này. Không thôi là biến hình là đừng có sợ nha. Biến thành cái dạng này là hơi bị ghê á. Không muốn biến hình đâu. Lên bờ lẹ rồi chúng ta tiếp tục trận đấu nào. Để lên bờ lâu quá để mình giúp cho. Đây, để mình giúp cho. Rồi, tiếp tục trận đấu nào. Đá văng vô võ đài lại. Ui. Không văng vô võ đài mà té ngẫm thôi. Ui, nhưng mà phải công nhận sư phụ mà dạy đấm bốc cũng ghê lắm. Trời ơi, mình mới đục con cái tôi bật haki lên liền ạ. Rõ ràng nãy giao là chơi không bật haki mà chơi bật haki hả? Không có fair play gì hết. Và kế bên chỗ của sư phụ dạy đấm bốc là một chỗ sư phụ dạy đấm bốc khác cơ. Còn có con rồng nữa. Chiến này căng rồi, nhưng mà mình sẽ thử dùng chính kiếm pháp của mình để mình tiêu diệt con rồng đó nha. Không dùng năng lực trái quỷ đâu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ăn miếng thịt vô để có sức cái ha. Mình đã gắn cái kỹ năng mình mới học từ sư phụ rồi mà mình chưa dùng thử, nó không biết nó ra sao ta. À, là mình sẽ lướt về phía trước. Kết hợp với haki vũ trang vào cái thanh kiếm này thì mình nghĩ mình sẽ rất là mạnh đấy. Thôi, không chần chờ gì nữa, xúc luôn. Ui, con gọc. Để mình coi mình chặt nó mấy hit nha. Đừng có bay nào. Con rồng này nó bay ghê quá, một hit. Ủa? Ok. What the heck? Khi mà cường hóa haki vào thanh kiếm này thì nó có thể chém con rồng ngụm cứu tỏi với một hit duy nhất thôi. What the... mạnh như vậy. Siêu mạnh luôn. Ôi ôi, với sức mạnh này thì bây giờ là mình hơi bị tự tin rồi đó nha. À, ở đây còn có chỗ của hải quân gì nữa kìa. Ô, chỗ này cũng ra gì đấy. Đây là một cái chỗ danh trại hay sao á. Ủa, có ai nhờ không? Ơ, hải quân đâu hết rồi? Ồ. Hình như là hải quân đi ra biển hết rồi, bỏ cái chỗ này trống trơ à, không có ai ở đây luôn. Rồi luôn, thời mình tới luôn. Có ai nhờ không? À, đây, có đây. Kiếm pháp của mình nè. Ui, cái kỹ năng này lướt tới phía trước mình sẽ có một cái nhát chém cực mạnh luôn á nha. Được đấy. Có vũ khí rồi các thứ nè. Đây, ui, đây còn có cái chỗ dán thư truy nã nữa nè. Mình có đem thư truy nã không? Ừ, không có. Phải có đâu, mình dán thư truy nã mình lên đây cho bọn chúng đi săn mình ha. Giờ mạnh rồi, mình đâu có ngán bọn chúng đâu. Đây là tầng 2. À, tầng 2 cũng có một tên nữa nè. Lướt về phía trước liền. À, có chuông luôn. Được đấy. Ngoài ra thì nó còn gì khác không? Còn rương. Ui, chỗ này không có rương trái quỷ rồi. Ồ, chắc đây là chỗ có mấy cái tên đội trưởng hải quân ngồi đây nè. Mình đoán vậy ha. Và cái chỗ này thì chỉ có vậy thôi.
hơi tiếc là nó hơi xa nhà mình nha. Với cả là cái view ở đây thì không được đẹp cho lắm. Vải view ở đây mà đẹp đẹp, kiểu gì mình cũng dời qua đây ở á. Mình thấy không gian nó cũng khá là ổn. Ủa mà khoan, nó đâu phải cái thuyền đâu ta. Ờ quên nhờ. Tham lam. Phía xa xa đằng này mình thấy nó có thêm một cái giống như là kim tự tháp gì đó. Lần trước thì mình cũng từng đột nhập vô đây rồi. Lần này mình sẽ đột nhập lại bằng một cái sức mạnh mới nha. Sức mạnh từ Haki vũ trang vào thanh kiếm này. Bật lên luôn. Xuất hiện đi. Mấy tên nhóc ác. Xuất hiện đi. Một nhát là một tên. Giờ là mình quá là mạnh rồi. Xuất hiện hả? Có Haki. Có Haki là hơi bị tự tin nha. Vô đây. Lướt về phía trước nè. Một lướt một đi hết cái đám luôn. Quá ghê gớm. Rồi giờ thì mình xin những cái đầu xương đen nha. Vậy là vô tình chúng ta lại có thêm 3 cái đầu xương đen rồi. Đỡ phải xuống địa ngục farm cho vất vả ha. Ở đây thì sẽ có thêm một ít kim cương cho mình nè. Thôi giờ thì chắc tiếp tục đi tìm. Ủa quên làm nhiệm vụ. Trời đất ơi, thiệt tình luôn. Quên làm nhiệm vụ à. À bây giờ thì mình có cái nhiệm vụ là cường hóa nè. Cường hóa cây kiếm lên sắc bén cấp độ 2 ha. Ồ, và cũng như là tiêu diệt 25 cái địch bằng cái đòn chí mạng. Được, đợi một tí lên mình sẽ làm cái nhiệm vụ đó. Cạnh một cái tổng bộ hải quân là một cái danh trại của hải quân luôn. Tình cờ vậy. Rồi mình tới rồi. Nhưng mà trước khi vô trong đó thì để mình chiến đấu với cái con zombie này đó. Láo tét thiệt. Cho nó biết kiếm pháp mới của mình. Này thì zombie. Ui nó hất mình lên. Ui nó John Cena của mình. Này thì láo tét. Này giỡn mặt hả. Này thì zombie đột biến. Ui nó mạnh thiệt, nó mạnh thiệt. Nó đang hồi sinh lại á. Hồi sinh hả? Lướt nè. Hồi sinh. Ai cho người hồi sinh? Nó có vài mạng lận nên mình cần phải tiêu diệt nó thêm một lần nữa. Hồi sinh đi, người hồi sinh đi. Thôi, người hồi sinh. Trời ơi, nó hất mình lên. Con này lì thiệt. Này thì lì. Rồi xong rồi, mình đã hạ được nó rồi. Quy căng thiệt chứ. Chưa vô tổng bộ hải quân mà đã bị làm phiền rồi. Và vẫn như thường lệ thì mình sẽ đi từ trên xuống ha. Đây, mình sẽ đi từ trên đỉnh của cái tổng bộ hải quân luôn. Ôi, bữa nay yếu người ta. Hôm qua mình ghép bô lên tới đỉnh luôn mà. Sao nay ghép bô nửa đường là mệt rồi. Lại nào. Vẫn có mấy tên canh gác ở trên này à. Tiêu diệt nốt mấy tên này đi. Rồi chúng ta sẽ đi xuống dưới ha. Bữa nay Lập đã khác rồi. Dùng kiếm pháp là đủ để hạ các ngươi rồi. Đó. Ôi vừa. Trời ơi đang gáy thì có thanh niên. À hắn cũng bọc Haki. Bật Haki kìa. Ta cũng bật Haki vô. Đọ kiếm pháp. Ủa tên đội trưởng nó cũng mạnh phết. Chưa gì đã dùng một skill để tấn công mình rồi. Lại thêm một tên đội trưởng hải quân. À. Mình bật Haki vô cây cúp luôn nè. Được, mình sẽ dùng cúp để chiến đấu với thanh niên này. Cúp bọc Haki. Này vô mặt. Cúp bọc Haki nè. Vô mặt hả? Ờ, tầng dưới cũng không có rương trái quỷ rồi. Có một cái rương gỗ. Cũng được. Có là mừng rồi. Quý quá luôn á. Bữa nay đi không có gặp cái thuyền nào hết. Tại vì không có gặp biển. Mà có được một rương là mừng lắm rồi. Ồ, tiếp theo là căn phòng chứa thư truy nã nè. Ồ, mình muốn xem mức tiền truy nã mới của mình quá. Thử nào. Xem coi tiền truy nã mới của mình là được bao nhiêu nhá. 47.000 belly rồi. Yeah. Đã nha. Quá là VIP luôn. Bỏ túi mới được. Có tiền truy nã mới. Và để xem coi với một thanh kiếm hải quân bình thường nó rất là yếu khi mà mình bật Haki lên. Ui nó đã hóa đen rồi nè. Cái kiếm hải quân nó đã bị hóa đen rồi. Tấn công một cái. Cái Haki mà mình mới học á, mình thấy nó rất là hiệu quả luôn á. Phục vụ vô cái phong cách chiến đấu của mình nữa. Một sự kết hợp quá là tuyệt vời ha. Không biết là bọc Haki vô súng được không ta.
Oh my god, mình có thể bọc hoa kia vô cả súng cơ. Đỉnh thiệt. Nhưng mà haki bật lâu quá thì mình sẽ bị mệt á, nên lúc không cần thì mình nghĩ là mình nên tắt đi. Quá là đã luôn á. Được rồi, chúng ta đã chinh phục xong cái tổng bộ hải quân rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tới cái danh trại của bọn hải quân nữa. Đã chinh phục thì phải chinh phục hết luôn, kẻo bên đây nó phân bì đó. À mà trước khi vào thì để mình ăn thêm một trái quỷ nha. Mình đang định ăn cái trái autonomy nè, để coi coi năng lực của nó như thế nào ấy. Mình nhìn cái trái này khá là giống những cái nốt nhạc luôn, không biết có phải hay không. Chính xác rồi, nè. Bon Don Sen. Kỹ năng như cái nốt, như tiếng một cái loại nhạc cụ gì á. Có ai nhớ không? Vẫn không có ai ở trước, kỹ nhờ. Thường ơ, ở đây cũng không luôn. What the heck. Bọn này đi đâu hết rồi? Không cho. Ủa, cái gì á? Với năng lực trái quỷ này thì kỹ năng đầu tiên sẽ gây sát thương cho những con ở xung quanh. Cái trái quỷ này phải có kẻ địch thì mình mới kiểu như là thấy được sức mạnh của nó cơ. Mình đánh vô không khí thì nó không có kiểu như thể hiện rõ quá. Và cái chỗ này thì không có bất kỳ cái tên hải quân nào canh gác luôn. Lạ vậy. Ừ, mình có cái này, mình có ý kiến này. Mình sẽ lấy những cái banner về nhà ha, để mình treo lên. Ồ. Và trên đây nó có một cái thư truy nã mới nữa nè. Ồ, để xem có tăng tiền nữa hay không, hay là cái giá cũ. À, lên được 1000 belly. Ok, giữ luôn. Ui, vừa mới nhắc nó không xuất hiện thì nó xuất hiện ngay trên mái nhà. Ui. Cái kỹ năng này mình chỉ cần kích hoạt là cái địch sẽ tự động bị chúng chiêu hả? Lợi hại lắm. Nó không có đường nào nó né được luôn á. Chuyện lạ có thiệt. Sao tự nhiên ở dưới nước nó lại có cái hồ nhung nham vậy? Lại ta. Để mình xuống đây mình coi thử coi. Ây. Sao có con gồng đây vậy? What the heck? Ouch. Ngoài rộng ra thì còn có mấy thanh niên gì nữa nè. Lão tét, cho các ngươi nghe nhạc nè. Cho các ngươi nghe nhạc nè. Nghe nhạc tiếp đi bọn nhâm ơi. Trái quỷ gì mà mạnh như vậy? Nghe nhạc nữa nè. Cứ nghe miếng nhạc là sẽ đi phát nổ liền. Còn cho sách nhạc, ủa gì sách đập nữa nè. Wow. Mình không ngờ là cái trái quỷ đơn giản như vậy mà lại rất là mạnh nha. Ồ, đằng kia có con rồng đang ngủ, mình có lên, có nên qua đó mình đờn cho nó nghe không? Mình nghĩ là nên á, qua đó mình, còn tiệc chiêu cuối mình chưa thử nè. Không biết là cái gì ta, nhìn giống như gõ. Ô, mình giơ tay lên luôn nè. Ô, trái quỷ này vui ha. Để mình thử mình bay vô đây. Rồi mình sẽ đờn cho con rồng này nghe một bản ha. Nghe nhạc đi rồng ơi. Tưng dữ vậy. Nghe nhạc xong. Ô nhưng mà không có trong tầm. Rồng xa quá. Sao rồng tai trâu hay gì mà đờn nãy giờ rồng không nghe trơn như rồng. Cho nghe nhạc tiếp. Trời đất ơi. Mình ngồi đây mình đờn cái, mình đánh trống các thứ cả buổi trời rồng mới chịu ngẫm á. Ồ, và cái trái ác quỷ autonomy này tuy kỹ năng rất là đơn giản nha, mình chỉ dùng những cái loại âm thanh thôi, nhưng mà sát thương của nó thì cực kỳ mạnh luôn. Mình kiểu hơi bị bất ngờ trước sức mạnh của trái quỷ này đó. Hải quân mà đi mê nè, bị mê hoặc à. Này thì mê hoặc hả? Dám mê hoặc hả? Đờn cho nghe cái liền. Một nốt nhạc nha, cái này đúng kiểu là hạ gục kẻ thù trong một nốt nhạc đó. Đúng một nốt nhạc thôi. Đây có thanh niên là tay to mặt bự nè. Một nốt nhạc nhá. Được không? Ừ, được thiệt. Chỉ một nốt nhạc duy nhất thôi. Còn con gồng này thì phải dùng hai cây rồi. Bật hai cây lên. Xác định nữa rồi. Khô máu với người. Giỡn mặt hả?
xác định ngươi coi. Vô như nào? Kiếm pháp mới của ta nè. Giỡn mặt hả? Cho nghe nhạc. Vừa đánh trống vừa kết hợp với kiếm pháp nữa. Hơi bị bá đạo luôn á. Nhưng mà đối với mấy mục tiêu trâu như rồng thì có vẻ dùng cái năng lực trái quỷ không ăn thua cho lắm á. Mình thấy trái quỷ này hiệu quả nhất chắc là đi chinh phục những cái con tàu hải quân hoặc là hải tặc nè. Được à. Và nó không có phát nổ, thế nên là sẽ đảm bảo con tàu sẽ được nguyên vẹn nha. Cũng là một trong những cách khá là hiệu quả để mình có thể tìm ra được những con tàu ưng ý. Hôm nay đây lập chơi nhạc cho các ngươi nghe nha. Ẩu rồi đó. Mình chơi nhạc cho bọn chúng nghe mà bọn chúng còn lấy súng chĩa vô người mình nữa. Hôm qua hết làm bác sĩ rồi, hôm nay thành lập DJ nha, chơi nhạc nha. Chơi nhạc cực mạnh luôn. Rồi, giờ thì xuống tầng dưới nè. Ôi, mình chơi nhạc mạnh quá bọn. Ôi, bọn ở dưới chịu không nổi đi hết rồi. Bảo sao xuống dưới này mình thấy toàn là hộp kinh nghiệm thôi. Bởi vậy chơi nhạc mạnh quá cũng khổ vậy đó. Và cái này thì nó không có rương trái quỷ rồi. Nhưng mà được cái nó cho mình một cái bản đồ kho báu nè. Được, mình sẽ đi tìm bản đồ kho báu này trời ha. Đây, để anh chơi nhạc cho cưng nghe nha. Úi dồi ôi, chắc nhạc hay quá. Cái con cá vô duyên á, nó xỉu ngang luôn. Kiểu nhạc bị hay quá mà. Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Gì đây? Ê, hình như mình có nhìn nhầm không vậy? Mình thấy golem lò núng kìa. Golem lò núng. Wow. Mình có dùng được không vậy? Mình không dùng được. Chưa để mà. Thôi con gọng nó không có kiếm chuyện với mình thì thôi mình tha cho nó. Mình tưởng nó lại nó cắn mình chứ. Ok, mình đang tiến khá là gần tới cái chỗ kho báu mà nó vẽ trong bản đồ nè. Nó nằm đâu đó ở bên đây thì phải. Mình sẽ kiểm tra lại cái nha. Đây, chính xác là ở phía trước mặt mình luôn. Dọc bờ biển. Ui, hình như con rồng nó chỉ chỗ kho báu cho mình hay sao kìa. Wow, rồng tốt bụng vậy. Chính xác rồi, nó ngay chỗ con rồng luôn hay sao á. Ai du, mới khen nó tốt bụng. Thì ra con rồng này nó dụ mình là chỗ kho báu để nó thịt mình. Sao mà đỡ được. Và bây giờ thì mình đang áp sát lại cái chỗ kho báu nè. Nó đâu đó quanh đây thôi. Mình sẽ dùng cách cũ để chúng ta tìm cho nó dễ ha. Nếu không làm thì nó sẽ ở vị trí này. Chính xác rồi. Kho báu lần này thì không có rương trái quỷ. Chỉ được một ít đồ thôi. Nhưng mà mình vẫn tò mò là không biết cái anh golem này có giúp mình nấu đồ không ta? Mà anh lạ thiệt á. Chắc mình bế anh về luôn á. Chắc mình bế về sẵn đó cái mình trả nhiệm vụ luôn. Mình làm nốt cái nhiệm vụ mà mình đang nhận nè. Trời đất ơi. Đúng là bế golem có khác nặng thiệt sao. Cực kỳ nặng luôn. Bây giờ mình đi cực kỳ chậm thôi. Ok, may quá mình còn ghép bô. Có gì mình còn về nhanh được hơn tí nha. Chứ anh này là hơi bị nặng đó. Đừng có đánh sói tôi nha. Ê, cái gì? Cái anh golem này. Tại sao vậy? Dám. Tại sao vậy? Hả? Trời đất ơi. Mới về tới nhà là đánh Chopper rồi. Ôi Chopper. Wait, what? Cái cây lá tét. Ui, anh golem đánh Chopper xong Chopper giận quá, cắn cái viên thuốc vào, bây giờ cho thành Chopper 6 muối rồi. Ủa, cái này cái mông mà, quên 6 muối bên đây. Ủa, không có muối hả? Ủa, mình tưởng 6 muối chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng hả? Ôi, bị ngược rồi. Wow, mặt thì vẫn là mặt cute học me á, nhưng mà body thì đã lên rồi. Nhưng mà để mình ẩm Chopper đi lên trên á, thì
Thiệt luôn á. Lỗi mình rồi. Mình cứ tưởng là Golem sẽ thân thiện lắm. Ai về không? Mới về chứ tới nhà chưa kịp đặt tên nữa là đã quýnh người anh em khác rồi. Rồi chớ bơ tạm thời ở đây nha. Ngu giận đi. Lỡ cắn viên thuốc rồi, cắn viên thuốc nhỏ nhỏ lại nhìn cho dễ thương nào. Cắn viên thuốc giờ nhìn đô con mình bị sợ đấy. Cái tay này mà đấm mình một phát chắc mình ngất 3 ngày 3 đêm ấy. Vì hiện tại mình chưa có cái chỗ để mình định cư nó ok la. Nên tạm thời mình sẽ trang trí bằng những cái banner mình vô tình nhặt được ở chỗ bọn hải quân nha. Đó, thành chữ Marine liền. Xịn xịn. Cũng ra gì đấy. Đẹp nhờ. Đúng là hàng miễn phí lúc nào cũng xài khá là thích ha. Ồ mà mình là hải tặc mà ta. Sao mình lại dùng kiếm hải quân nhờ? Không được. Sẽ đổi sang kiếm hải tặc đi ha. Và kiếm hải tặc khi mà bật haki thì... đẹp nha. Được được, đổi sang kiếm hải tặc dùng thử ha. Với cả là mình sẽ cường hóa để kiếm cái dòng sắc bén cấp độ 2 để chúng ta còn trả nhiệm vụ nữa. Mình đang thiếu cái dòng sắc bén cấp độ 2 nè. Đây rồi sắc bén cấp 2 luôn. Ok la. Vậy thì chúng ta đã xong cái nhiệm vụ chưa? Ôi xong rồi. Ừ. Nhà sư phụ đây đúng không ta? À đây là nhà của sư phụ luôn. Ôi vậy thì tiện quá. Mình vô mình trả nhiệm vụ luôn nào. Xong rồi đúng không? Hình như xong rồi đó. Yo, để ra test luôn, test bội. Kỹ năng mới này là gì nào? À, mình sẽ bắn ra một cái nhát chém. Nó bay về phía trước á. Cái này nó còn có thể phát nổ cơ. Giờ biết nhà rồi, một xíu mình quay lại mình ẩm sư phụ về sao ha. Còn giờ để mình ra biển cái nè. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong cái ngày khám phá ngày hôm nay. Hy vọng là những chuyến khám phá sau thì chúng ta sẽ tìm thêm được thật là nhiều tàu cướp biển nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Bye bye.